Mẹ mình nè, mình mới vừa tới thì bây giờ hai mẹ con vô trong nhà rồi đây. Đem đem đồ đồ dẹp hết rồi đó. Thấy mình giống mẹ mình không? À, giống mẹ hay giống ba? Đó. Bây giờ tới tới nhà rồi. Rồi đem đồ vô, rồi mẹ mình cắt đồ xong xuôi cái mình mới view tiếp chút nữa cho cả nhà coi ha. Ok cả nhà, bây giờ mình sẽ đưa cho cả nhà đi tour một chút ha, coi nhà của my mom. Mẹ mở đèn ở đâu mẹ? Đây. À, người đẹp của mình đó. Người đẹp của mình. Mẹ mình ở nhà có một mình thôi, thành ra như vậy là cũng bự rộng rãi lắm rồi cả nhà. Với mẹ mình thì xài cái đèn á thì nó hơi hơi khác của mình ha. Mình thì xài đèn sáng. Còn mẹ mình thì xài đèn vàng, thành ra hơi giờ hơi tối tối. À, mong cả nhà thông cảm nha. À, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhìn cũng hay hay mà miễn về gặp mẹ là mừng rồi, là vui rồi cả nhà. Cái hình này là em trai mình với em dâu đó. Đó. Ơi, mình đi ra đằng trước ha, mình ra trước cho chút. Chỗ này là buổi sáng sớm, thường thường thì sáng ra đây ngồi chơi hay là chiều gì đó thì ra ngoài này ngồi. Nhà mình, mẹ mình thì nhà ấm cúng lắm, ấm cúng rồi mẹ mình trang trí thì hả cũng dòm cũng hấp dẫn cũng đẹp hơn mình dữ lắm cả nhà. Dưới đây thì hơi vắng vẻ, hơi buồn. Không có giống như ở chỗ nhà mình thì nó hơi ấy. Mình thì cũng thuộc về dạng là cũng buồn rồi đó. Mình sẽ đây rồi. Mẹ mình thì mẹ mình làm bông hoa nè, cỏ nè ha, mẹ mình làm nó đẹp hơn mình đó, thấy không? Mẹ mình sửa soạn rất là đẹp đó. Mình là copy của mẹ mình đó, mình là người cả nhà thấy không, mẹ mình là xong xuôi hết rồi, chuẩn bị là đâu đẹp đàng hoàng. Đây là người này là mẹ mình với bạn nè, còn ở đây là cháu, mẹ mình có mấy đứa cháu đây, cháu nội đó đó. À, một anh một chị hồi nhỏ, cái đàn hơi bị chó ha. Mình thích lắm. Đây, bây giờ cái anh này giờ ảnh lớn rồi đây, ảnh đi 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 lính rồi nè đó. Cái này là cháu trai của mình. Nhà mẹ mình thì sạch sẽ lắm.
sạch. Nghe nói nhà mẹ mình sạch sẽ lắm kìa, cười kìa. Đó. Đó. Nhỏ nhỏ mà xinh xinh. Mình mỗi lần xuống thăm mẹ mình ha, mà nếu mà mẹ mình có cái gì đẹp đẹp hay hay là tự mình xin rồi mình đi rinh về luôn đó. Rinh miết thôi, na riết. Đây, gần dưới chỗ này á là đó, dưới đây làm nấu ăn, cái bếp nhỏ nhỏ của mẹ mình nè. Đó. Không có nhỏ, nói tiếng nhỏ chứ cũng rộng rãi thoải mái, nhưng mà tại mình nói vậy. Đó. Mẹ say hi Hi everyone không? Tiếng Việt. everybody. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Cả nhà con gái của tôi. Đó. Các bạn thấy mẹ mình trẻ không? Đi ra là người ta kêu mẹ mình với mình là hai chị em không á. À, còn đồ mình đem xuống giờ mẹ mình sắp cắt rồi, giờ đồ khô còn để đây dòm nè. Thấy thùng đồ thấy sảng luôn. Dạ, bây giờ hai mẹ con cắt đồ xong xuôi hết rồi, cái ngồi chơi chút, tại vì hồi nãy mình đi trên đường đi đó, cái có nói với mẹ là đói bụng, thật ra ăn sơ cái gì chút xíu rồi, nên bây giờ ngồi nói chuyện thôi. Đó, giờ mình cũng đem ra cái mấy cái đồ khô này thì hồi tối mình bỏ vô hộp nè, vô thùng. Thì giờ cho mẹ mình cất. Mẹ thấy sao? Mẹ thấy em chở đồ xuống mẹ thấy sao? Nhiều đồ. Nhiều đồ. Nhiều đồ. Nhiều đồ quá. Nhiều đồ quá hả? Cái này cà phê là mày biết chú Mười gửi cho mẹ đó. Bữa chú Mười qua cà phê với Tiêu á. Thấy chú Mười gửi. Chú Mười gửi á. Rồi cô Nhung thì gửi cho mẹ chả Chả lụa. lụa. Chị hai thì gửi cà phê, Cà phê Pháp. cà phê Pháp. Chị hai á. Chị hai cà phê Pháp. Đó, mình là mình đem quà tới nơi. Mình đem tới nơi, mình giao tận tay cho mẹ mình đó. Thì giờ là hai mẹ con ngồi chơi rồi tối tối cái chắc đi ăn. Đi ăn ở nữa. nhà thì mình ăn đồ ăn Việt Nam, nhưng mà xuống mẹ mình thì mình Đi đi ăn đồ ăn Mỹ. đồ Mỹ. Mình đi ăn đồ Mỹ, lâu lâu mình muốn thèm đồ Mỹ lắm, thành ra mình đi ăn đồ Mỹ với mẹ. Thôi từ Đi. giờ từ giờ mẹ không có biết nấu đồ ăn Việt Nam. Mẹ nói mẹ không biết nấu đồ ăn Việt Nam. Cái con mắt của mình bữa nay nó bị allergy đó, nó ngứa khi mà lột cái kiến ra cái nó bị giống như bị chảy nước mắt vậy cả nhà, nên ra giờ mình phải đeo kiến. Đeo kiến đi đi thấy vậy cũng vui, kêu mẹ ơi mở cửa ra, hỏi ở đâu mở cửa. Ngạc nhiên, ngạc nhiên tha cái bưng cái thùng xuống rồi còn bưng thêm cái bao gạo nữa, trời ơi. Bao gạo đó là mẹ ăn bao lâu? Còn cả năm đó mà. Còn cả năm luôn á. Còn cả năm luôn, Từng ăn có một lần. Mẹ ăn cơm lần em đấy. Mà cả nhà có thấy mình nói chuyện hay có giống cái giọng của mẹ mình không? Chắc không mà có nhiều nhiều em nhiều cháu vô nói thích cái giọng nói của con lắm, nói giọng nói con ấm dễ thương, kêu nói con cảm ơn. Khi nào
không biết năm nay hay là năm tới gì đó, mình với mẹ mình sẽ chắc đi Việt Nam chuyến, đi về Việt Nam chơi. Mà mình nếu mà mẹ mình đi á là mẹ mình mới đi, còn nếu mà mình không đi thì mẹ mình không có bao giờ đi được đâu. Mẹ mình không có đi một mình. Thành ra để mình khi nào mình đi thì mình sẽ mời mẹ mình đi chung cho vui. Vui cũng vui không ạ. Đi về Việt Nam ăn trái cây. Về Việt Nam ăn trái cây hả? Mẹ thích nhất trái cây nào? Măng cầu dai. Măng cầu dai hả? Mẹ thích măng cầu dai, con thích ăn măng cầu gai. Tôi thích ăn dai hơn. Dai ngon hả? Nó hơi ngọt, con thích chua chua ngọt ngọt. Con thích trái cây gì mà nó có chua chua ngọt ngọt, con thích hơn. Với lươn chôm. Lươn chôm, lươn chôm giờ ở đây bán rẻ lắm mẹ. Vậy hả? Bây giờ nó bán hồi xưa 25 đồng thùng nhỏ nhỏ, 4 phao ha. Bây giờ là năm vừa rồi á, là bán còn 12 đồng một thùng đó. Dạ. Mà dưới đây đâu có. Dưới đây không có, đúng rồi. Ở trên con thì lâu lâu nhưng mà con lại không có, không phải cái món thích của con. Rồi con ăn con thích nhất là nhãn, không phải sầu riêng. Sầu riêng. Sầu riêng là mẹ sầu riêng nó hôi quá. Mẹ mình á là lại không có thích sầu riêng cả nhà ơi, còn mình thì mê sầu riêng quá trời luôn. Mình thì mê lắm, còn mẹ thì thôi nó hôi quá. Thôi. Nhưng mà nấu xôi mẹ ăn được. Ăn được, mà ăn nguyên sầu riêng ăn không được. Yeah. Nấu xôi mẹ ăn được, mà nguyên sầu riêng thì ăn không được. Hay ghê không? Con thích nguyên sầu riêng. Nhưng mà ngược lại nghe mẹ, cái mùi sầu riêng á, nó thơm ha. Mà cái mùi mít á, mà mẹ để mà khi mà nó nóng lên á, cái mùi mít nó khó, khó mùi, nó hơi khó chịu hơn á. Dạ. Ta cũng thích ăn mít. Thích ăn mít. Thích ăn mít. Mít bữa nay ở trên này đó giờ nó rẻ nè, nó đúng có rồi. 70 mấy sen đúng một phao à. Mà mẹ mua nó xẻ rồi á, thì mẹ trả thêm mấy sen nữa thôi, cũng khoảng 10 sen thôi mà nó xẻ từng miếng. Ở đây không có, ở trên Chicago mới có. Phải đi trên đó. Khi nào mua được cái... Mua nguyên trái mít đem về cho anh Chao xịa. Nó no, con mua mấy lần nguyên trái cái con cắt ra toàn là đem đi bỏ không à, nó sống nhanh còn thôi sơ không có mua. Bây giờ có cái chợ gì đó nó xẻ ra, nó xẻ ra nó cắt cho mẹ ra nửa trái rồi làm tư cho mẹ coi nó ngon mẹ lấy. Thì mẹ chịu trả thêm 10 sen nữa mà nó dễ hơn. Nó có bao nhiêu con vậy, giờ con không dám mua trái nè. Tôi thích ăn trái mận. Trái mận hả? Dạ, thôi trái mận thì bên này còn mắc lắm. Về Việt Nam ăn mới ngon. Với mấy cái trái dâu gì đó. Mấy trái dâu, mấy trái bồng bon. Trái bồng bon. Trái bồng bon với trái bồng bon. Mẹ là con biết là mắng cầu dai. Bồng bon, chôm chôm, nhãn thì ít thôi. Ly chì. À, trái dại á cả nhà. Trái dại á, mẹ mình thích ăn trái dại. Mà hai đứa cháu của mình á, đứa cháu trai đứa cháu gái cũng vui lắm. Nó cũng thích ăn trái mít. Trái mít rồi nó lại ăn trái dại. Nó thích hai nó thích hai cái trái đó nhiều vậy đó. Nhãn nữa. Nhãn. Nhưng mà mua cái lon thì lại không thích. Ăn tươi à? Thích ăn tươi, thích họ đổ ra, họ bán trái tươi thì thích lắm. Mà mua mãi thì không thích lắm. Vui. Con nhớ con chắc sành hồi nhỏ. ăn thì đã khỏi mua. Ảnh thấy người ta đổ cho ta cho mình ăn thử cả nhà, xong cái ảnh lại nói ăn khỏi mua nữa, để anh đứng anh ăn. Cái bà nội nói chứ à, ba mày làm cảnh sát mà mày ăn như vậy đã kêu cảnh sát lại là kêu ba mày lại bắt mày đó. Vui.
mà ảnh nhỏ lúc đó khoảng 9 tuổi mà. Ờ, cậu 7-8 tuổi hả? Vậy không, như 7 tuổi á, anh còn nhỏ, anh đứng thấp thấp với cái bàn á, anh lụm ăn, mà anh nói là để anh ăn đi, khỏi mua nữa. À, cô khỏi mua nữa, để tôi đứng tôi ăn, khỏi mua. Ăn xong rồi về. Ăn xong rồi về, trời ơi, cười. Mà bây giờ người ta đi lính rồi đó. Bây giờ là ta lớn rồi. Vui. Vui. Đó, mình là chỉ có xuống mẹ mình thì chỉ là mẹ con ngồi nói chuyện rồi tâm sự rồi đi đâu vòng vòng rồi ăn ăn rồi về nhà vậy thôi, cũng không có đi đâu chơi, nhưng mà vậy là rất là vui. Thì các bạn cũng biết mà, khi mẹ ở xa hay là con ở xa mà gặp nhau thì cũng là vui lắm, cũng mừng trong bụng lắm, chứ không phải giống như ở Việt Nam thì mình có thể ở chung trong nhà. Nhưng mà ở bên Mỹ này á, là mẹ thì lớn vậy đó, nhưng Ở mà riêng. ở riêng ăn riêng rồi cái gì đại khái là tự túc của mẹ hết, chứ còn con cái không có ai mà phụ lo hay gì hết á. Tại vì mẹ mình đi làm hồi xưa giờ đó, rồi cái tới lúc mà lớn lên á thì cũng có tiền nghỉ hưu, rồi thì mẹ sống như vậy thôi. Còn người Việt Nam thì Khá. khác, bởi mỗi cái phong tục khác nhau. Mẹ mình làm một chỗ mà cũng mấy chục năm đó cả nhà, 32 năm. đó, làm một chỗ một thôi 32 năm. Đó, còn mình thì còn nhỏ, mình làm mình chạy tứ lung tung. Làm một một chuyện nó cũng chán mà. Không, có nhiều cái hai ba chuyện nữa không chừng, tùy theo. Làm hai ba chuyện mà cũng ok. Đó. Hồi cô em có mua cho mẹ ổ bánh bò đó. Cô em trong trong tiệm có mua cho mình, gửi cho mẹ ổ bánh bò, nghe mình nói mình nhờ cổ đặt giùm, nhưng mà có nói để em đi mua cho dễ thương lắm. Rồi đi mua. Ổ bánh bò giòn ngon, ngày mai ăn. Ngày mai ăn, bây giờ không ăn. Tại bữa con cũng mới ăn bánh bò kali quá chừng rồi. Đấy vậy. Ăn cũng nhiều lắm. Ngày mai ăn uống cà phê. Mưa ăn uống cà phê, uống cà phê buổi sáng. Hy vọng đừng có mưa. Đã mình ở nhà mình cũng mưa rồi, cả nhà giờ xuống mẹ Trước mình đây cũng cũng mưa mưa. tối hù luôn, không có đi, giờ ngồi đây thôi, giờ chờ tới tối đi ăn tối thôi, chứ còn đâu có đi chơi đâu được, đâu đâu làm gì được. Thôi bây giờ tới đây thôi, mình cũng tạm ngừng cái video bây giờ, tại vì thời gian cũng nhiều quá, không có cho phép á cả nhà. Thì mình cũng giới thiệu là mẹ mình, rồi nếu mà ngày mai mà mình có gặp được em mình thì sẽ đi ăn hay là gì sinh hoạt trong gia đình, thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến cho cả nhà mình. Cái này đó là video gia đình, thành ra mình chia sẻ những cái gì vui cho cả nhà mình cùng vui với mình ha. Thì cái video này mình đến đây tạm ngừng. À, xin hẹn gặp lại cái video ngày mai. À, chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, đầy sự hồng ân. Cảm ơn chú Mười nha, cà phê nha, chú Mười cảm ơn cà phê nha. Chú Mười cảm ơn cà phê. Ok, vậy Ok, bye goodbye. bye.